mình đi mình thấy mấy cái nhà Em xin nhỉ? xây dựng đấy, Nặng rồi không? gạch nén phải bằng đất chế nha, nó bằng xi măng nha. Đây là xi măng. À? Đây là xi măng. Đây là xi măng. Đây là người ống rồi. Chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Trong hành trình khám phá châu Âu, chúng mình đã đi qua những nước Đức, Pháp, Luxembourg, Bỉ và bây giờ chúng mình đã tới Hà Lan. Tìm hiểu một chút về Hà Lan nha mọi người, về địa lý. Hà Lan hay còn gọi là Vương quốc Hà Lan là một quốc gia tại Tây Âu, giáp với Đức ở phía đông, Bỉ ở phía nam và miền Bắc ở phía tây bắc, có biên giới hàng hải với Bỉ, Anh và Đức. Phần lớn đất nước này bao gồm vùng đất nổi tiếng là bằng phẳng, nhiều lần được hình thành thông qua cải tạo đất. Hà Lan là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao, nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Hà Lan có khoảng 27% diện tích và 60% dân số nằm ở khu vực có độ cao dưới mực nước biển. Chính vì vậy mà Hà Lan là một trong những quốc gia phải chịu tổn thất nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, không chỉ vì nước biển dâng mà còn do thời tiết thất thường có thể khiến nước tràn bờ đê, gây ngập lụt nặng. Lý do đó mà Hà Lan có nhiều biện pháp để ứng phó. Hà Lan được coi là bậc thầy của thế giới về hệ thống đê điều, kênh đào và các công trình lấn biển. Lát nữa ở phần sau của video, chúng mình có đi du thuyền để du ngoạn trên dòng kênh đào của Hà Lan, rất là thú vị luôn. Về kinh tế, Hà Lan có nền kinh tế phát triển giữ một vai trò đặc biệt trong kinh tế châu Âu từ nhiều thế kỷ. Kể từ thế kỷ thứ 16, các ngành đóng tàu, ngư nghiệp, nông nghiệp, mậu dịch và ngân hàng là các lĩnh vực dẫn đầu của kinh tế Hà Lan. Về nông nghiệp, khu vực nông nghiệp của Hà Lan được cơ giới hóa ở mức độ cao và tập trung mạnh vào xuất khẩu quốc tế. Ngành này sử dụng khoảng 4% lực lượng lao động của Hà Lan, song tạo ra thặng dư lớn cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đóng góp 21% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Lan. Hà Lan từng cung cấp 1/4 tổng cà chua xuất khẩu của thế giới và việc buôn bán 1/3 xuất khẩu của thế giới về ớt, cà chua và dưa chuột là thông qua Hà Lan. Hà Lan cũng xuất khẩu 1/15 táo tây của thế giới. Ngoài ra, một phần đáng kể xuất khẩu nông sản của Hà Lan là cây tươi cắt, hoa và củ hoa chiếm 2/3 tổng xuất khẩu của toàn thế giới. Chúng ta đã đến thủ đô Amsterdam. Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, thành phố tọa lạc tại đầu sông Amstel và bờ vịnh Ái Nhờ. Amsterdam nổi bật với vẻ đẹp đầy cổ kính cùng với hệ thống kênh rạch dày đặc. Nhờ kết cấu địa lý đặc biệt, thành phố được ví von như là Venice phương Bắc. Nhà ở Amsterdam này có màu gạch đỏ đặc trưng và phía trên mặt trước của mỗi căn nhà đều có một cái móc. Cái đó dùng để cẩu đồ vật, để đưa lên trên những cái tầng cao đó cả nhà. Mình đi mình thấy mấy cái nhà em xin nhỉ? Xây dựng đấy. Nặng không? Gạch nén phải bằng đất chép nha, nó bằng xi măng nha. Nặng không? Nặng chứ. Xi măng không có lỗ gì hết trơn hả? Nặng chắc, đúc liền. Xi măng đúc luôn hả? Thành mà nó gắn với nhau xong á, cho là nó không cần tô luôn á. Nặng hết luôn. Gạch này nó xây dựng mình thấy mấy cái nhà đỏ. Rồi gạch này. Bao xi măng này phải không? Này xi măng này. Xi măng này. Cái này bao cả. Đây là mình đi ngang một cái công trường nó đang sửa đường. Mấy cục là cát là nó đựng trong này luôn nha, nó không có đổ gì đâu. Cát cục đỏ luôn ha. Bỏ trong cái bao dễ thương. Cát á, cát hay mà đỏ đẹp. Nâu nâu. Cát nâu.
mà nó không để dạy đường, nó dơ dãi con đường, đang xây dựng con đường chắc là nó không được làm. Đây là chỗ công trình gần ga xe lửa, công trường xây dựng như vậy. Đây là trung tâm anh thật đang gần Vân trung tâm. Lát nữa mình đi xuống, mình đi với cái canal, với cái bờ kênh đó, mình đi dọc, mình đi vòng quanh anh thành đam bằng cái đường thủy, rồi mình đi vẽ là 15 euro. Phổ biến trên khắp thế giới luôn. Bây giờ ở Việt Nam mình, đặc biệt là các bạn trẻ cũng rất là thích. Đó là món khoai tây nha, khoai đơn giản như là khoai tây chiên thôi. Nhưng mà mình lắc nữa, nếu mà ai mà yêu thích ẩm thực á và muốn khám phá ẩm thực á, mình thử mua một phần khoai tây chiên ở đây mình ăn xem nó khác như thế nào. Thì khoai tây chiên lên thì nghĩa đâu giống nhau, nhưng mà nó có sự khác biệt, và cái sự khác biệt đó nó nằm ở sốt. Và từ đấy ăn khoai tây của mình á, thật ra cái chất lượng khoai tây của mình nó không cao, nhưng mà những cái củ khoai tây ở đây ấy, khi mà người ta thu hoạch xong nó còn tươi á, người ta đựng thẳng vào bếp và người ta chiên, cách chiên của họ mình ăn rất là ngon, rất là bùi. Và tất nhiên cái chất lượng của củ khoai tây nó cũng có nữa. Rồi củ đó là những cái loại nước sốt, ví dụ như mình thích mayonnaise hoặc là cà chua thức ớt và có vô vàng những cái loại nước sốt cho mình chọn. Qua qua này dễ thương á, coi là trời đi xe đạp qua trời, ở đường riêng thì xe đạp đi xe đạp qua xe cao kia biết nào cũng cao hết. Xe đạp thọ la cô gái Hà Lan. Chúng mình đang đi ra từ một cái cửa hàng chế tác kim cương của Hoàng gia Hà Lan. Mình sẽ có một cái video để nói chi tiết hơn về cái phương pháp cũng như là người ta giới thiệu những cái cách để mà chế tác ra một cái viên kim cương từ một cái viên đá mà được khai thác từ mỏ đem về. Mình tới châu Âu này thì thấy mỗi thành phố nào đều cũng có một cái quảng trường hết á. Nó nằm ngay trung tâm thành phố. Và bây giờ chúng mình đi tới quảng trường Dam nha cả nhà. Đi vào khu vực của trung tâm mới, xe không được phép vào nên phải đi bộ rất nhiều và đi nhanh nữa. Không thôi là không có đủ thời gian để mà tham quan chụp ảnh đâu. Quảng trường Dam là điểm Quảng trường Dam là điểm đến nổi tiếng và sầm uất bậc nhất của thủ đô Amsterdam. Tương truyền rằng đây là điểm đầu tiên mà Amsterdam được xây dựng và hình thành. Nằm giữa trung tâm thành phố, quảng trường Dam được bao quanh bởi nhiều nhà hàng, quán cà phê, các công trình kiến trúc quan trọng của thành phố như cung điện hoàng gia, đài tưởng niệm chiến tranh, nhà thờ. Và điều thú vị với du khách đó là hàng ngàn con chim bồ câu bay lượn và đậu giữa quảng trường, làm sóng động trong từng bức ảnh và trong từng thước phim luôn. Yeah, I can see I want to hit that.
Nó bay lên người ổng luôn. Nó bay lên người ổng luôn. Chúng mình đang ở bến thuyền và trải nghiệm đi du thuyền dọc trên dòng kênh đào của thủ đô Amsterdam nha cả nhà. Giá vé mua riêng là 15 euro, khoảng gần 400 ngàn á. Hà Lan không chỉ nổi tiếng với cối xay gió hay hoa tulip, những con kênh đào Amsterdam cũng là điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp lãng mạn và đầy bình yên. No loud music from your telephone. I hope everyone understands that. If you're looking for a toilet, we have one in the back of the boat. As for the safety, please keep your hands inside the boat at all times. The bridges are very narrow and there's a lot of traffic on the water. So if you don't want to lose any... Lịch sử hình thành hệ thống kênh đào. Theo thống kê, thành phố Amsterdam có bề mặt nước của tất cả các kênh rạch sông ngòi cộng lại chiếm khoảng 1/4 diện tích bề mặt của thành phố. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, cũng là lý giải vì sao thành phố có nhiều kênh rạch như vậy. Ngay từ thế kỷ thứ 14, một số kênh đào Amsterdam đã được bắt đầu đào. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 17, lượng kênh đào mới thật sự là đào được nhiều. Đặc biệt, đến năm 2011, UNESCO đã chính thức công nhận hệ thống kênh đào tại Amsterdam, bao gồm 3 kênh đào chính. 3 kênh đào này được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 và là di sản thế giới, cùng với 1.000 công trình. Mục đích chính của việc xây dựng hệ thống kênh đào ở Amsterdam là nhằm phục vụ cho việc quản lý nguồn nước cũng như là mục đích quốc phòng. Do đó, kênh đào Amsterdam có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống giao thông vận tải cũng như là các hoạt động về du lịch, buôn bán. Nhiều kênh rạch quá ha. Wow. Đẹp quá ha. Mà nước nó sạch lắm nha. Vừa rồi chúng mình đưa các bạn đi dạo một vòng quanh hệ thống kênh đào ở Hà Lan. Thật là mát mẻ và thú vị. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến hết video. Xin hãy like, share và comment để ủng hộ kênh nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe.
gì mà anh nói.